Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới ngày hôm nay tiếp đà tăng với bảng giao ngay tăng 3,5 đô la Mỹ lên mức 1.960 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng tương lai tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 1.963,8 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 1,8 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Vàng có được mức tăng khiêm tốn và giữ được mức cao nhất trong 3 tuần khi báo cáo lạm phát khác được công bố cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất tích cực nhất trong 40 năm của mình. Đây được xem là tín hiệu lạc quan đối với thị trường hàng hóa, bao gồm cả kim loại quý. Trong nước thì rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng với mức tăng cao nhất là 150.000 đồng. Vàng Doji tại khu vực Hà Nội được điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều, lên lần lượt là 66,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,35 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì vàng thương hiệu này đang mua vào thấp hơn 50.000 đồng và bán ra thấp hơn 150.000 đồng so với khu vực Hà Nội, tăng 100.000 đồng so với rạng sáng ngày trước đó. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022 do lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt, thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, khiến đồng bằng xanh rớt giá so với các loại tiền tệ khác. Trên thị trường trong nước thì vào cuối phiên giao dịch ngày 13 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm mạnh 14 đồng, hiện ở mức 23.758 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay của Báo Lao Động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền nhiêu tiền? Uống đất tài thanh, trà xanh không độ, mấy bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tím giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.